Sáng sớm suy tư lắm nhỉ. Chén thôi. Ăn sáng thôi. Cái đấy bao nhiêu đấy anh Nhập? 3. Lại 3. Ây à. Ui giời ơi, siêu nhân lên đi chợ rồi. Ok anh. Ô, hay quá nhỉ. Nhìn cây này tưởng đang đi triển lãm ở đâu. Nghệ sĩ Trần Lực hôm nay mới lại thấy lên chợ rồi. Cây này bao nhiêu đấy anh Lực ơi? Sáu năm triệu. Hôm nay có vẻ như chợ là có biến đấy. Anh Lực đi ra chợ rồi. Đẹp quá nhỉ. Đúng đồ đang sốt bây giờ đấy. Dã man đấy nhỉ. Đẹp. Đẹp, dã man đẹp. Quá đẹp. Đồ đi triển lãm đây. Cây cao khoảng độ 2, 6. Có được 1 mét không nhỉ? Không được nhỉ? Khoảng 1 mét. Cao khoảng 1 mét. Đấy. Mướt đấy nhớ. Xưa. Đọc số luôn. 0976 556 448 alo. Đấy. Bây giờ trở lại cuộc chơi rồi chứ hay là chính thức trở lại cuộc chơi. Này quá, được rồi. Nó đang rậm lá rồi, hơi khó quay anh em, vướng vướng cái cây này nữa. Đấy. Được rồi. Đây, cảm ơn anh Nhập. Đấy. Ngắm cái cổ nó kìa nè. Cổ cũng được. Đấy. Ui giời. Hôm nay là hôm nay lắm hàng, xúc động quá nhỉ. Em này cũng của anh Nhập hay của ấy? Mới vỡ à? Vừa vỡ xong à? Đồ này đồ đạc khá khẩm quá nhỉ. Năm nữa nó săn săn lại thế. Chân chiếc nó mịn tí thì ố dề đấy. Theo em thì nếu em sẽ cất mẹ cái này. Tiếc quá vỡ mất cái chậu nhỉ, cái chậu này mấy triệu rồi. Thôi thì nếu ai mua thì bỏ đi vì nó vỡ mấy mảnh. Bỏ chậu khi là dễ bán. Đấy, được của nó đấy. Được. Ba chục, hôm nay cũng ba chục. Hôm nay toàn hàng mới nhỉ? Hàng cũ bay hết rồi còn đâu nữa. Phải bán chứ, không muốn bán thì mấy bán xe. Cái này bao nhiêu anh? Đại ca Tuấn Anh mấy hôm nay có ủng hộ cái nào không anh? Và đại ca Tuấn Anh mấy hôm nay có ủng hộ cái nào không? Không à?
sáng sớm này đã nắng quá rồi. Nên này này nhiều đồ hot quá. Xúc động đấy. Con nào cũng đáng nuôi, đáng chơi nhỉ. Ê, chết giờ. Nguyên bản không nghe đâu. Nguyên bản luôn. Nhưng mà rất tiếc là hơi bị khó quay phim, hơi bị khó tác nghiệp. Mùa này cây nó đang phát triển, đang rậm lá, khó. Khó lắm, nhìn thấy dáng là mê lắm rồi đấy. Ôi đây, ôi đồ. Con này thì đã vài lần lên sóng rồi. Con mới đó. Này, cương bỏ chợ hay sao nhỉ? Rồi. À, nhiều không mà cái cây đợt trước thì mấy triệu đúng không? Cái này là bao nhiêu anh? 20 à? À, nghe mà. Được đấy nhỉ. Hôm nay cốt nhìn nghe hôm nay nhiều cảm xúc đấy ngày tháng ạ. Con này cũng kinh. Báo giá nó đem này phát anh nhỉ? 25 à? Con này nhưng con này cơ địa kinh đấy, nuôi được, nuôi được đấy. Con xịn liền luôn. Lực đấy, này. Về đấy. Ây giời ơi. Nghèo là một cái tội. Đấy. Đồ cổ đây. Ui giời. Kinh. Khá quá nhỉ, được của nó đấy. Đấy, toàn mang đồ già, đồ khủng đi thế này. Xúc động lắm đây. Cây này không biết bao nhiêu nhỉ anh nhỉ? Lực đâu rồi, trần lực đâu rồi, à đây. Cây này bao nhiêu anh? 120. Già ghê người nhỉ. Bây giờ trong ngoài chợ vẫn có những cây này. Thật sự là để em chờ, để em gọi anh Tân ra. Ôi giời. Nói chung là vấn đề là chỉ có tiền đâu thôi. Chứ mình mà có tiền thì chắc được. Hôm nay sẽ có một vài cây được về vườn. Gọi là chơi không mang thương mại. Chứ chơi bây giờ mà nghĩ đến chuyện thương mại thì thực sự rất là đau đầu. Chơi cho mình thôi. Được của nó đấy. Ngay. Kinh nhỉ. Harry rách nát. Quá. Hôm nay nhiều cây xúc động quá. Hôm nay nhiều cây xúc động đấy. Con này già nhỉ, có tội rách hết. Đấy, cứ bảo làm cho cái vệ sinh kim phun buồng đốt cho xe. Chúng tôi ăn phải làm được. Ê, lúc nào thì chỉ được. Làm xong đi cho nó sướng. Cái này chắc của lực hay của anh nhỉ? À, bao nhiêu đây anh? 30. Già quá nhỉ? Quá già luôn. Nổi cứ như là gì thôi. Dễ bán.
lặng chục lặng đô quá người ta sợ. Giá cấp 30 với cái già cho 10 triệu đấy. À. Táo bạo nhỉ. Sởi lời ghê nhỉ. Không thế thôi. Nó ghê. Lọc cả 10 triệu, 30 lọc 10 triệu. Thợ Dũng vừa ra này, này chưa tiêu thụ. Xúc động quá, đồ này nhập vào cây xúc động đấy. Kiểu này dễ mất cây lắm, nhìn này. Vần đấy kia. Ra. À từ quê nhấp biển luôn. Nhìn cái da thật là nhấp nhá. Thế à? Quay bao giờ anh? Quân nào? Quân này. Giờ nhìn nó sạch luôn rồi. Đấy. Chợ búa hôm nay. Hôm nay rất nhiều xe tải lên bán cây. Quá nhiều xe tải. Nhiều xe tải, nhiều đồ, cây hoàn thiện, cây phôi. Rất nhiều lựa chọn. Mỗi tội là không biết tiền đang để đâu. Anh em ạ. Vấn đề là tiền đâu. Tải quá nhiều. Đó, một vài cây của bác Hiệu. Đây có một cảnh dâu dâm này, lủng liệng, đang có quả non này. Chợ được. Ok đấy nha. Anh à, đang quan tâm cây kia anh ạ. Đấy. Cây đấy về tiếp khách được đấy anh ạ. Yeah.